Tổng sản phẩm nội địa của thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 8,7%. Đây là số liệu được đưa ra trong cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì đây là mức tăng hợp lý trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn chung hiện nay, và nếu nhìn diễn biến từ đầu năm đến giờ thì kinh tế đang có chiều hướng khởi sắc và tăng trưởng trở lại, trong khi đó lạm phát đã được kiềm chế. GDP thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng qua đạt 404.000 tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với tăng trưởng chung cả nước là 4,73% thì mức tăng trưởng GDP 8,7% của thành phố Hồ Chí Minh được cho là khởi sắc và đang có chiều hướng tăng dần lên. Trong đó các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu, ngân hàng, nông nghiệp đều có mức tăng so với đầu năm. Tổng thu ngân sách đến thời điểm này đạt hơn 150.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% cả nước. Nhưng quan trọng hơn là việc rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phục hồi sản xuất, lượng hàng tồn kho giảm 50%. Đây là kết quả của việc thực hiện có hiệu quả các gói cho vay ưu đãi. Với mục tiêu gọi là hỗ trợ tốt nhất về vốn, về lãi suất và về cái xử lý các cái hàng tồn kho cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn, thì từ đây đến cuối năm dự kiến chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái mục tiêu này đến khoảng tăng lên khoảng 150.000 tỷ. Đến nay thì đã hơn 76.000 tỷ rồi. Dù đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho rằng thời điểm này việc ổn định đời sống cho nhân dân vẫn là mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh các nhiệm vụ về văn hóa, giáo dục thì việc dành 4.000 tỷ đồng hỗ trợ gói lãi suất kích cầu cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh cùng 3.600 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá đã nâng mức tăng trưởng chung và kiềm chế lạm phát. Thì cái mục tiêu là phải ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định cái tình hình là an toàn xã hội, ổn định cái đời sống nhân dân. Chúng ta đó là tốc độ là phát triển phù hợp với cái điều kiện của đất nước, không gì chạy theo cái tăng trưởng mà chúng ta đó là làm mất cân đối hay là hoặc là nó là mất cái ổn định xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho rằng kết quả này phản ánh sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Việc giữ mức CPI âm góp phần cùng cả nước giảm lạm phát, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, chủ tịch thành phố cũng đề nghị các cơ quan ban ngành, quận huyện và doanh nghiệp nhà nước phải phát huy tinh thần đoàn kết, tiết kiệm để góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu GDP và thu ngân sách. Trong quý tư, GDP phải đạt 10,5%. Từ bây giờ, các sở ngành phải chú trọng chuẩn bị hàng Tết để đáp ứng nhu cầu và tiếp tục kiềm chế lạm phát.